giai đoạn vừa rồi là một giai đoạn có thể nói là cực kỳ khốc liệt của bóng đá Anh. Và như thường lệ, những ngày cuối năm, từ lễ Giáng sinh cho đến ngày đầu năm mới, luôn luôn có những cái thông tin dồn dập về bóng đá Anh. Họ không nghỉ vào thời điểm này. Và để đối mặt với cái lịch thi đấu dày đặc này thì trong nhiều năm qua, chúng ta đã biết là các câu lạc bộ bóng đá Anh luôn luôn phải có được một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng về mặt lực lượng, về mặt tiêu chuẩn. Nhưng cái năm Covid thì nó lại kéo theo rất là nhiều những cái biến cố. Và cho đến lúc này ấy, thì thực sự là giải Ngoại hạng Anh đang trở nên vô cùng hấp dẫn bởi vì sự khó lường của nó. Một câu lạc bộ dày dặn về mặt chất lượng, tiêu chuẩn cầu thủ, lối chơi, hệ thống thi đấu, huấn luyện viên gọi là bản lĩnh như thế mà cũng đã gặp những cái khó khăn, đó là câu lạc bộ Liverpool. Còn câu lạc bộ Manchester United của anh Huy thì tự nhiên lại hay trở lại và kéo theo thêm cả cái câu lạc bộ Arsenal của tôi cũng thắng liền 3 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Những cái thông tin phải nói là rất là thú vị. Nhưng bây giờ là lúc mà chúng ta phải nói trực tiếp vào cái cuộc đua ở ngôi đầu, khi mà hiện nó đang có sự xuất hiện của hai cái tên vốn là những đội bóng tiêu biểu của nước Anh trong nhiều năm, Liverpool và Manchester United. Trong cuộc đua này, anh đánh giá như thế nào về khả năng duy trì tiếp của MU và khả năng gọi là quay ngược trở lại với cái phong độ tốt của Liverpool? Liệu cái vết trượt này của Liverpool nó còn kéo dài không? Tôi cho rằng đây là một mùa giải bóng đá có lẽ là dự đoán đội vô địch là khó nhất. Nó có quá nhiều bất ngờ từ đầu mùa giải. Và trước đây tôi đã có khái niệm là đội bóng biết đâu đấy để nói về MU của tôi. Nhưng bây giờ hình như đội nào cũng có thể là đội bóng biết đâu đấy. Một Chelsea mà đã tưởng ổn định rồi thì bây giờ lại loạc choạc. Tottenham thì cũng cứ trận được trận mất. Liverpool thì những chuỗi ngày khó khăn nhất trôi qua thì ngon lành. Đến lúc mà lịch thi đấu thuận lợi, gặp những đội vừa phải thì lại chỉ có hòa với thua, 3 trận lại không thắng nổi. Thế còn một MU thì có vẻ như đang bay cao như thế. Nhưng mà khi đụng đối thủ khó khăn thì như là trận đá League Cup bán kết gặp Man Xanh thì lại bộc lộ ra nhiều cái nhược điểm. Đấy, MU năm nay thì khác với cả mùa trước. Năm nay gặp đội mạnh là đá không tốt. Mùa trước thì lại ngược lại, gặp đội mạnh đá rất sung, rất thăng hoa, nhưng mà gặp đội yếu thì lại hay mất điểm. Nhưng mà đấy là cái lệ là những cái mà chúng ta vẫn thường thấy ở thời Ferguson. Bởi vì Ferguson ở những trận đối đầu ấy có thể kết quả không phải là quá tốt, thế nhưng mà họ đi nhặt điểm ở những đội gọi là nhỏ thì lại rất là giỏi. Và đá giải vô địch quốc gia thì phải cần có 3 điểm nhiều hơn là những cái trận mà gọi là đối đầu trực tiếp. Đấy thì đúng là như thế, nhưng mà cái cách mà MU để thua những cái bàn thua xong rồi tất cả nhìn nhau ngơ ngác, như là hai bàn thua với Man Xanh đấy, một cái quả để Joe Stone dùng bụng đẩy bóng vào lưới, với một cái quả mà để Fernandinho sút quả xa như vậy, xong tất cả nhìn nhau ngơ ngác lắc đầu thì thời Ferguson là không gặp cái kiểu đấy. Tức là cái tính ổn định là vẫn chưa ở mức độ cao. Vẫn chưa đạt được cái sự ổn định cần thiết và vẫn chưa đủ mạnh để mà thích nghi với nhiều đối thủ. Tức là tóm lại là cái độ chênh lệch về khả năng thể hiện nó vẫn còn lớn quá. Đấy, vì thế tôi cho rằng là thiết thực nhất với MU, kể cả khi họ đã bị loại khỏi Champions League rồi, họ đã bị loại khỏi League Cup rồi, thì bây giờ còn Europa League, rồi còn trước mắt FA Cup, còn giải Ngoại hạng Anh, thì vẫn nên tập trung vào Ngoại hạng Anh thôi. Và thiết thực nhất của họ vẫn là vào top 4. Mơ vô địch với MU lúc này thì có thể cái mơ đấy nó lớn quá, là nó sẽ thiếu thực tiễn để mà có thể nó lại hủy hoại những chuyện khác. Nên thiết thực như vậy, chứ còn không nên quá bay bổng. Bởi vì MU vẫn còn đó cái sự mong manh và vẫn còn đó cái sự phụ thuộc quá nhiều vào Bruno Fernandes. Bao nhiêu lời cảm ơn với anh chàng này cũng không đủ. Liệu Bruno Fernandes có phải là nguyên nhân chính giúp cho MU bay cao trong giai đoạn vừa rồi không? Hoàn toàn là như vậy. Và những trận nào mà anh ấy gọi là anh đá không đúng sức là biết nhau ngay. Và hình như là tôi có một cảm giác này, xem còn theo dõi thêm nhé. Hình như chính những cái trận đấu lớn ấy mà chúng ta chờ đợi Bruno ấy, anh ấy biết là khốc liệt, biết là có khả năng va đập, thì hình như anh ấy cố tình, anh ấy gọi là có cái giữ sức ấy để mà gặp những đội. Tức là Bruno là người đã khẳng định được đẳng cấp. Chúng ta không nói anh ấy là cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn, và anh cũng không nói anh là cầu thủ lớn của trận đấu nhỏ, nhưng mà hình như trong bối cảnh này anh biết là đội bóng đang trông của anh ấy, thành ra là anh ấy nhắm trận để anh đá thật tốt. Đấy, một số trận đấu mà gặp đối thủ mạnh thì anh lại đá ở mức độ rất là bình thường thôi, nhưng mà gặp đội yếu thì anh lại tỏa sáng để mà giúp cho MU làm sao đấy giành trọn vẹn 3 điểm. MU quá phụ thuộc vào anh ấy. Trong bối cảnh mà Cavani bị treo giò thì chúng ta thấy là nếu không có Bruno, bóng vào chân Martial hay Rashford thì vẫn là những cái quả đâm, những quả hùng hục thôi, chứ còn cái sự bất hợp lý nó rất là cao. Và nó nói chung là nó có thể làm tốt mọi chuyện, nhưng mà đến lúc ông vung chân để tạo dựng cái khoảnh khắc cuối cùng thì ông lại không làm được. Thế tóm lại là vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Bruno.
MU thì vẫn còn đó cái mong manh hàng phòng ngự. Một số trận đấu Bailly đá với Magai thì tốt, nhưng mà thỉnh thoảng lại bị chấn thương. Rồi là cái lúc mà cũng có trận mà cặp Lindelof Magai đá ổn thì đến lượt hậu vệ biên lại mắc sai lầm, giống như cái quả đầu tiên thua bán kết gặp Man City thì ông Luxor lại không kèm được ông Joe Stone. Tóm lại là nó vẫn có những cái gì đấy nó hớ hênh lắm. Thành ra tôi cho rằng cũng không thể nào nói đua vô địch được. Thế còn với Liverpool, đến lúc này với tôi Liverpool và Man xanh là hai đội có vẻ như vẫn là những ứng cử viên sáng giá nhất trong vô địch. Lối chơi của họ vẫn có một cái độ đĩnh đạc, có một cái độ đều chân, ổn định. Nhưng mà nói gì thì nói vẫn chỉ là mới một nửa chặng đường đi qua thôi. Liverpool đang có một vấn đề rất là lớn ở hàng tấn công. Dạ khá lâu rồi họ mới gặp lại cái vấn đề này. Ba trận gần đây là ghi được một bàn thôi. Và dứt điểm có 7 lần trúng đích thôi. Đúng rồi. Một cái tỷ lệ nó rất là thấp. Và trong đó vấn đề nổi trội lên ấy là phong độ của những cầu thủ tấn công. Đương nhiên Mane rất là tệ. Salah hình như có vấn đề cả tư tưởng nữa. Hình như anh ấy cũng có dấu hiệu không hài lòng với cái việc không được đeo băng đội trưởng. Tôi nghĩ rằng đấy là những cái câu chuyện mà chắc chắn là Klopp cũng phải có cái sự tác động nhất định để mà điều chỉnh lại chứ. Cái bộ ba đấy mà chơi không tốt thì rõ ràng là không thể gánh được cả một cái con tàu như là Liverpool được. Thì đúng là như vậy. Tức là thế này, Liverpool thì đúng là chúng ta biết là từ khi Van Dijk bị chấn thương, hàng thủ liên tục chắp vá. Nhưng mà Liverpool thì đã quen với cái việc này rồi. Vấn đề Klopp đặt ra là hàng tấn công làm sao đấy để đè được người ta, để mà tận dụng tốt cơ hội. Nhưng mà thực sự là Liverpool là ai cũng biết là trong thể thao cũng như trong bóng đá, lên đến đỉnh rồi là sẽ có những cái nó bị chai sạn đi. Đúng rồi. Salah thì nói thật là nếu mà đang trong cái độ mà động lực khao khát ấy thì cái việc băng đội trưởng đôi khi là chuyện nhỏ. Nhưng mà khi anh đã ở trên đỉnh rồi thì đôi khi những cái chuyện nhỏ với người ta lại thành chuyện lớn. Và muốn thế phải tạo ra những cạnh tranh. Diogo Jota là một cái người mua về rất sớm để tạo ra cạnh tranh. Nhưng mà Jota lại đang chấn thương. Thế thì vẫn chỉ là ba ông ấy đá, nhưng mà thực sự là một số trận đấu là chỉ là những cái tên xuất hiện trên sân chứ không còn là phong độ cao nữa. Một cái lực đẩy từ hàng thì vậy là Thiago Alcantara thì đợt vừa rồi cũng lại phải vắng mặt. Đấy thì đấy thì ba cái vị trí chủ chốt trên hàng công mất phong độ, cộng với sự thay thế thì lại đang chấn thương hoặc là không ra sân được. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến hàng công Liverpool. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là có thể chỉ một hai trận nữa là họ trở lại thôi. Vẫn có thể trở lại được. Tôi cũng nghĩ là như thế, bởi vì thực ra cái hệ thống thi đấu mà Klopp gây dựng cho Liverpool nó có một cái bề dày. Phong độ của không chỉ các cầu thủ tấn công đâu mà trong giai đoạn vừa rồi có vẻ như một chút quá tải nào đó thì chưa kịp điều chỉnh, vì cái năm Covid này nó phát sinh ra rất nhiều những cái con tính mới mà các huấn luyện viên cho dù dày dạn như Klopp thì cũng có thể tính không đúng, nó thể hiện qua kết quả của những trận đấu gần đây. Đến mấy ông hậu vệ biên như là Arnold với cả Robertson ấy, người là tạt giỏi như thế, chơi bền bỉ như thế mà trận những cái trận vừa rồi là chơi với những cái chỉ số rất là tệ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy nó chỉ là một hai trận đấu, đó không phải là cái bộ mặt thật của họ, đó không phải là bản chất của đội bóng này, và họ sẽ quay trở lại. Vấn đề là sớm hay muộn này thôi. Và cái cuộc đua trong cái mùa giải 2020-21 này với chức vô địch ấy, thì không thể không nhắc đến Liverpool được. Họ vẫn sẽ cạnh tranh tốt. Vấn đề là trong cái giai đoạn vừa rồi, nhất là khi mà MU bắt đầu vượt lên để cạnh tranh quyết liệt với cả Liverpool ấy, thì ông Klopp ông ấy than thở rằng là Liverpool có một cái số lượng hưởng quả phạt đền ấy là trong vòng 5 năm ấy, hơn 5 năm ông ấy ở ấy là chỉ có 30 quả thôi, còn không bằng ông là MU được hưởng cái số phạt đền ở trong vòng có 2 năm rưỡi. Anh nghĩ gì về cái cách gọi là đặt vấn đề này của Klopp? Thực ra cái số phạt đền đấy chủ yếu nó đến vào cái giai đoạn mà từ lúc bị Covid ấy. Thì chúng ta thấy là trong giai đoạn Covid nhá, hậu vệ ở châu Âu mắc sai lầm nhiều. Đấy, phải nói thế. Đôi khi chúng ta nói là bàn thắng nhiều nhưng bản chất là bàn thua nhiều và sai lầm nhiều dẫn đến bàn thắng nhiều. Và cái nữa là thế này, chúng ta xem cách đá MU đấy. Chúng ta vừa phân tích cái chuyện mà MU là mấy ông trẻ trâu là thiếu những cái tinh tế, thiếu những cái Bruno hay là Cavani có được. Nhưng mà trong bối cảnh mà đối phương hay mắc sai lầm thì cái chất trẻ trâu kiểu Martial, kiểu Rashford, những cái quả đâm, quả lao đấy thì lại hay khiến cho đối phương mắc sai lầm. Đấy, thì tôi cho rằng đấy là một cái rất là bình thường. Nếu mà người ta xem cách đá của MU thì rõ ràng luôn luôn tạo ra những cái va đập, những cái va chạm. Và khi đối phương chuẩn bị không tốt, mắc sai lầm thì lập tức đấy là phạt đền. Và thực ra xem lại va thì có quả phạt, có cái gì là vô lý lắm đâu. Bây giờ tất cả những bàn thắng, những quả phạt đền đều được mổ xẻ bằng công nghệ va. Thì không có gì là bất công đối thủ MU cả. Tức là trọng tài đều bắt đúng và nó cũng nói lên một chuyện là họ có lý của họ. Tức là những cái sự, có thể những cái sự đôi khi cần tinh tế thì họ không được tinh tế và hợp lý cho lắm. Nhưng mà những cái bất thường trong cái cách đá đôi khi là bất hợp lý thì lại tạo ra những quả đâm, quả lao nào đấy vào cuối cùng lại được phạt đền. Đúng rồi. Về độ chính xác của những quả phạt đền trong khoảng 2 năm qua thì tôi tin rằng là nó ở mức độ chính xác rất là cao.
sai số nó không nhiều lắm, đúng không ạ? Có chăng thì có một vài cái tình huống, như là tình huống gần đây mà Liverpool không được hưởng quả penalty ấy, thì nó có thể khiến cho chúng ta tranh cãi một chút về VAR. Nhưng nếu như nói câu chuyện đó thì tôi lại nói đến vấn đề mà đôi khi không phải là câu chuyện của máy móc, đó là câu chuyện của con người. Cái cách mà Ole Gunnar Solskjaer ứng xử với ban tổ chức, với trọng tài ấy, nó có vẻ như nó mềm mại, nó hợp lý, nó dễ gọi là tạo ra được cái thiện cảm. Trong khi đó Jurgen Klopp là một người có vẻ cũng mặc dù hay cười đấy, nhưng mà cũng rất dễ sẵn sàng, cũng rất sẵn sàng gọi là tạo ra những cái cuộc tranh cãi nào đó với trọng tài thứ tư và thậm chí cả những người điều khiển trên sân. Và cái yếu tố không thiện cảm ấy nó rất dễ có thể xảy ra. Bóng đá nó có luật nhưng nó vẫn được điều khiển bởi những con người, và đôi khi cái việc thiếu thiện cảm với ai đó cũng để dễ dẫn đến cái chuyện là cái quyết định ấy nó cũng không hoàn toàn là đem đến cái sự ủng hộ, và điều này nó hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không ạ? Bởi vì châu Âu cái người Đức với người Anh ấy nói vậy, người ta vẫn có cái gì đấy mà có một cái sự hiềm khích nào đó gầm ghè nhau đấy, tức là có một số người Đức mà hơi quá khích thì người ta nói là người ta chỉ nể mỗi người Anh thôi, và ngược lại là như thế. Thế thì tôi cho rằng là có thể nó cũng là một yếu tố tâm lý nào đấy. Và có một cái cổ động viên MU nói vui thế này nhá, tức là mọi người ta hỏi bản hợp đồng nào là bản hợp đồng MU cần nhất cho giai đoạn này, thì người ta nói là đấy là chính là hợp đồng gọi là hợp đồng kéo dài thêm với cả VAR đấy, tức là kéo dài thêm bản hợp đồng với VAR của EPL để mà tốt đảm bảo cho... đảm bảo đấy là bản sự yên tâm, đấy là bản hợp đồng mà cần nhất với MU vào lúc này. Đấy là một cái câu nói đùa, nhưng tôi nghĩ rằng là nó không phải là không có cái cơ sở, bởi vì là bất cứ một bóng nào cũng thế thôi, trong cái cuộc đấu nó có sự tham gia của những con người thì họ cũng cần luôn luôn phải có một cái nhìn làm sao đó cho nó hợp lý nhất trong tất cả các cái giao diện, chứ không phải lúc nào cũng gọi là thẳng băng và gọi là tạo ra một cái sức ép nào đó với những điều khiển trận đấu thì cũng phải đem lại những kết quả tốt đâu. Đây là một thực tế mà chúng ta cũng cần phải gọi là nhìn nhận theo nhiều góc độ. Vào cái ngày tới đây ấy, thì MU sẽ có những trận đấu của mình ở ngoại hạng Anh. Trận Burnley thì có vẻ như không khó lắm, có lẽ là như thế vì Burnley thực sự năm nay cũng yếu. Thế nhưng mà trận đấu vào ngày 17 tháng 1 gặp Liverpool, câu chuyện đó mới là câu chuyện lớn. Đó có thể là một nút thắt, vì giai đoạn này là giai đoạn mà một trận thua trước những đối thủ trực tiếp ấy có thể sẽ phải khiến cho các đội bóng gặp nhiều khó khăn ở chặng đường tiếp theo. Và MU mùa giải này thì đá với các đội bóng lớn ấy, thì thường là kẹp. Điển hình là trận gặp Man City vừa rồi ở bán kết League Cup ấy, gặp đội lớn cái là có vấn đề ngay, thua Arsenal ấy, nhưng mà rất là may là thua, sau trận thua Arsenal thì mọi chuyện nó lại ấm lên. Nhưng mà với lượt trận Liverpool này thì sao? Quan điểm anh như nào? Tôi chưa nghĩ xa đến thế đâu. Tôi cứ nghĩ làm sao đấy. Tôi xem lịch rồi, tức là MU đá với Watford là FA Cup. Sau đó thì đá với cả Burnley, và họ sẽ đá trận đấy trước khi Liverpool đá trận mới. Thành ra là cứ làm sao mà hòa được Burnley một cái là lên đầu bảng rồi. Cứ lần đầu tiên gọi là chốt hạ được mình ở cái vai trò check in mình ở đầu bảng đã. Thế. Ui thì cũng phải lâu lắm rồi mới được lên đầu bảng. Lâu lắm rồi. Không nhớ được nữa rồi. Chỉ cần hòa Burnley thôi là check in vị trí đầu bảng. Cứ thế đã, sau đó tính tiếp và hãy đá với Liverpool trong tâm thế thoải mái. Đừng nghĩ đây là trận đấu 6 điểm. Cứ nghĩ rằng là mình lên đến đây là tốt rồi, và mình cũng đánh dấu một cái gì nỗ lực của toàn đội. Thế sau đó là đá thật là thoải mái. Thế còn tôi nghĩ rằng là dàn cầu thủ Solskjaer sẽ trưởng thành hơn. Và trong tâm thế thoải mái khi đã ở đầu bảng rồi. Đầu bảng nhưng mà vừa có cái kiêu hãnh mà lại vừa cũng thả lỏng thôi. Thì đá với Liverpool thì có thể sẽ tốt hơn. Và rất có thể cái nửa cuối mùa giải MU sẽ đá với những đội lớn hay hơn. Trận thua Man City vừa rồi thực ra là nó là một trận thua trước một đội bóng lớn, nhưng mà nó cũng là một cái thống kê thêm về việc thất bại của Solskjaer ở bán kết. Từ thời Solskjaer làm là có giai đoạn không tệ, nhưng mà giải nào cũng dừng ở bán kết. Thì vừa rồi League Cup cũng lại thêm một cái gọi là một cái tệ nữa của Solskjaer trong các là cái nếp cúp. Không tốt. Cái này thì xuất phát từ việc cũng một phần là vì MU chưa đủ mạnh để mà chiến ở tất cả mặt trận, thì thôi chúng ta sẽ theo dõi thêm. Nhưng mà tôi có một dự cảm là rồi họ sẽ đá lượt về với đội mạnh tốt hơn. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà đá với MU trong một tâm với Liverpool trong thế thoải mái thì chưa chắc đã thua. Tôi nghĩ là họ hòa Liverpool tốt rồi. Tôi muốn hỏi anh điều đấy thì đương nhiên là nó vì là hai đội đang ở đỉnh bảng là một điều rất quan trọng. Và chúng ta đừng quên rằng đó là trận derby nước Anh. Đó mới là derby nước Anh. Và tôi nghĩ rằng là MU vào thời điểm này khi mà thoải mái vào tâm lý thì họ sẽ tạo ra những cái khó khăn lớn cho Liverpool. Chứ không giống như những gì mà chúng ta thấy ở một vài mùa giải gần đây khi mà Solskjaer tiếp quản MU ấy,
họ đá với Liverpool phải nói là rất là vất vả. Đúng rồi, rất khoảng cách có thể không lớn nhưng mà rất khó kiểm soát được trận đấu. Thụ động lắm. Đúng rồi. Thì tôi cho rằng tâm thế sẽ khác. Họ có thể rất nhiều khả năng là họ sẽ đầu bảng trước khi gặp Liverpool. Và mặc dù Liverpool là những năm gần đây kể cả khi không phải đầu bảng thì đá với những đầu bảng những mùa gần đây Liverpool đá rất tốt. Đúng rồi. Rất hay thắng đội đang dẫn đầu bảng. Nhưng mà có thể năm nay nó sẽ khác khi mà người ta đã ở một vị thế khác và người ta cũng đã ở một cái tâm trạng nó tốt hơn. Rồi. Đó là câu chuyện của chúng tôi về Liverpool và Manchester United, những đội bóng đang ở vị trí dẫn đầu của Premier League.